À, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tạo được hiệu ứng màu. Cái hiệu ứng màu mà mình hướng dẫn ngày hôm nay thì nó sẽ mang tính nó hơi có một chút ám xanh và hơi đục và thiếu tối một xíu, thiếu tối ha. Đây mà các bạn có thể nhìn thấy cái trước và sau khi chúng ta thực hiện cái theo cái bài hướng dẫn này thì màu này mình cảm thấy nó rất phù hợp cho ảnh street light, bởi vì nó tạo được cái độ nổi khối và nó làm cho bức hình của chúng ta nó hơi 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 dơ lên một xíu, thành ra là nó sẽ rất phù hợp cho những cái ảnh đường phố hoặc là bạn có một cái concept đặc biệt và hãy áp dụng nó. Tuy nhiên có một cái lưu ý là chúng ta nên chọn những cái stock mà nó hơi sáng, nó sáng màu, nó rõ chi tiết một xíu. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy cái vùng này lên rất đẹp bởi vì nó màu sắc rất là hài hòa và nó sáng. Đó. Lên nổi khối đặc biệt ở chó rồi áo người này. Còn ở cái vùng này các bạn có thể thấy đây nó mới hơi tối hơn vùng này một xíu, chút xíu thôi. Mà khi chúng ta blend xong là nó gần như đã mất hết chi tiết. Điều này là không tốt nha, nhưng mà mình tạm thời mình cứ dùng cái stock này để làm cho các bạn dễ hình dung. Ở đây chúng ta có tương đối nhiều bước, lý do là bởi vì mình là học mò thôi, cho nên là nguyên cái việc blend màu thế này thì nó đã mang tính cá nhân nhiều, bởi vì chúng ta tùy theo định hướng con mắt của chúng ta thấy cảm thấy là nó thích thì là nó sẽ đẹp, không cần nghe ai xúi gì hết. Tuy nhiên có một ý kiến là chúng ta nên xem nhiều và cố gắng phân tích nhìn coi là ở cái hình trên mạng đó nó có cái màu gì, rồi cái khi mà chúng ta muốn nhái màu á thì chúng ta sẽ phân tích vào ba vùng. Thứ nhất là highlight, mid tone và shadow, tức là cái vùng sáng nhất, vùng màu trung tính và vùng màu tối, xem nó có cái màu gì. Như cái cách blend này thì mình cũng là nhái theo một cái hình trên mạng mà mình tìm được, nhưng mà ở đây mình đã quên mất, mình không có lưu cái đó lại cho các bạn coi. Tuy nhiên ở đây mình chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn ha, không dài dòng. Ở đây mình sẽ bỏ cái này đi. Rồi xong. Ở đây chúng ta có một cái stock. Cái stock này chất lượng nó thật sự không cao, bởi vậy cho nên mình mới nói là cái shop này sẽ không cái cách blend màu này không ảnh hưởng tới cái việc cái máy chụp của bạn là mang độ phân giải cao hay là thấp. Ok ha. Rồi đầu tiên vì mình muốn cho nó hơi ám xanh một chút. Khởi đầu là ám xanh chút xíu ha. Mình sẽ tạo một lớp solid color với cái màu mình chọn tạm màu này ha. Ok, và chuyển nó xuống soft light. Rồi ở đây mình đã có một cái màu xanh, ở đây mình thấy nó hơi đậm, cứ để đấy, chúng ta sẽ chỉnh sau. Tiếp ta sẽ vào ở đây, mình sau khi đã làm cho ám xanh rồi, mình muốn cái vùng ám xanh này thì nó sẽ chỉ áp dụng cho phần shadow thôi. Bây giờ mình sẽ tạo tác động tới cái vùng highlight và mid tone. Mình sẽ chọn color blend mid tone trước ha. Mình sẽ cho nó hơi ám xanh một chút xíu. Ok. Rồi, tới phần highlight. Đây, cái vùng highlight này mình muốn cho nó hơi đỏ lên một xíu, bởi vì như mình đã nói cái tút trước, khi mà mình blend màu thì mình sẽ luôn luôn là hài hòa giữa cân bằng và có cái sự cân bằng giữa màu nóng và màu lạnh trong một cái bức ảnh.
Mặc dù là chúng ta muốn tạo cho nó một cái ảnh ám xanh, tuy nhiên chúng ta cũng nên có một chút có cái màu nóng trong đấy thì nó sẽ làm cho mắt chúng ta nó hài hòa hơn. Thì đây mình sẽ cho nó hơi đỏ lên chút xíu. Có chút đỏ lên ạ. Ok. Rồi. Tiếp theo, mình cho nó bắt đầu cho nó đục một xíu đi. Exposure ha. Cái exposure này thì mình cũng đã từng giới thiệu trước rồi. Bạn có thể click vào cái link phía dưới để mà coi thử một ứng dụng khác của exposure. Mình sẽ tăng nó lên. Đấy đi. Rồi, ok. Tương đối được rồi. Rồi. Tiếp theo. Mình cảm thấy nó hơi đỏ. Mình sẽ sử dụng curve. Chúng ta sẽ cân chỉnh tiếp tục. Phần RGB chúng ta sẽ cho nó tối đi xíu. Và ở King Blue cho vùng shadow ta sẽ tăng lên và vùng tăng xanh lên và vùng highlight ta sẽ giảm giảm blue đi để chúng ta tăng cái màu yellow màu vàng lên. Rồi ok. Tương đối rồi. Nhưng mà mình muốn tiếp tục tạo thêm một lớp curve nữa. Rồi, mình sẽ tăng vàng lên một chút xíu. Rồi, ở đây mình muốn cho nó vào cái vùng highlight thôi. Các bạn đè phím Alt+ ha. Rồi kéo nó lên. Rồi đi. Ok. Xong. Nó sẽ áp dụng nhiều cái màu vàng hơn vào trong cái phần highlight. Rồi tiếp tục mình chỉnh màu thêm một lần nữa sử dụng curve cho phần shadow tối xuống. Cái việc làm này sẽ tăng cho ta cái sự tương phản của bức ảnh lên. Đây mình sẽ giảm một chút màu đỏ ở vùng mid-tone và highlight. Mục đích là để chúng ta sẽ tăng cái màu cyan, màu hơi có xanh xanh, xanh dương á. Giảm đi một chút xíu thì nó sẽ tăng cái màu đó lên. Tiếp vào kênh blue. Và mình sẽ tăng tiếp tục tăng một chút xíu màu xanh ở vùng highlight. Ok. Rồi. Ở đây thì chúng ta đã tương đối có cái sự nổi khối rồi. Nhưng ở đây mình cảm thấy cái sắc độ của cái này nó hơi cao, trong khi là những cái ảnh đường phố mình đã nói trước là mình cho nó hơi dơ dơ một xíu, thành ra là mình sẽ phải cho nó giảm cái sắc độ xuống. Mình sẽ sử dụng Hue Saturation, giảm cái này đi chút xíu. Ok, nhìn nó sẽ chất hơn, màu rực rỡ quá thì nó cũng không có hay. Rồi, ok ha. Tiếp tục, mình cảm thấy độ đục có chưa đủ, mình sẽ sử dụng curve. Nãy giờ mình sử dụng curve rất là nhiều bởi vì như mình đã nói thì cái curve này chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều mục đích. Thay vì cái exposure hồi nãy mình tăng đục thì đây mình cũng phải tăng cho nó đục cái vùng tăng đục cho bức ảnh bằng curve. Thì một cái đục này thì thực ra là không gọi là đục mà nó gọi là hơi thiếu tối ở cái vùng shadow này.
nên mình sẽ tăng sáng cái vùng shadow lên, thì nó sẽ làm cho bức ảnh của chúng ta mất đi một chút cái contrast, nhưng không sao. Mục đích ban đầu chúng ta là như vậy thì nó sẽ phải như vậy. Tiếp theo, mình muốn cho cái vùng tối này nó tăng tăng xanh lên, tăng lên một chút, giảm xuống. Các bạn có thể để ý là cái vùng này nó vẫn ở cái mức đầu, và bắt đầu từ gần vùng mid-tone này cho tới shadow nó mới tăng lên thôi. Ok ha. Rồi, sẽ tỷ lệ mình giảm xuống chút xíu. Dạ. Tiếp tới cái màu, mình vẫn cảm thấy nó sáng, mình sẽ lại sử dụng curve và giảm sáng nó xuống một chút xíu, chút xíu thôi. Để chọn đây, sẽ sử dụng plane if, và mình cho nó chỉ áp dụng cái vùng màu tối tối này và trong shadow thôi, nên mình sẽ giảm cái này nó xuống chút xíu. Đè phím, các bạn không đè phím atlet, chỉ cầm chuột thì nó sẽ như thế này, nhưng mà khi chúng ta đè phím atlet thì nó sẽ tách ra và làm cho cái vùng chuyển nó hài hòa hơn ha. Ok, vậy đi. Rồi. Tiếp, đây mình vẫn cảm thấy nó chưa có đặc biệt. Mình sẽ tạo một lớp gradient map. Mà bất kỳ các bạn dễ hình dung trước, cái gradient map này nó sẽ tạo ra cái sự chuyển chuyển màu rất là hài hòa giữa vùng tối và vùng sáng. Thì đây các bạn có thể thấy áp dụng nó lên đây. Và bây giờ mình muốn tạo cho nó một cái màu khác, mình sẽ sử dụng một cái màu xanh cho vùng này và phía này, sẽ chọn một cái màu nó hơi hồng hồng một chút xíu cho nó hài hòa. Và mình để nó chế độ Soft Light. Rồi, ở đây mình cảm thấy cái màu xanh blue của nó hơi mạnh, nên mình sẽ tăng cái cyan lên, tăng cái màu cyan bằng cách là chọn Curve và chọn Red ha. Tăng màu cyan lên chút xíu rồi. Rồi, ok. Rồi, tới đây cũng tương đối rồi mà mình vẫn cảm thấy nó lại xanh quá rồi. Mình sẽ chọn tiếp một lớp solid color màu vàng để chúng ta phủ cho nó cho nó hài hòa hơn. Tăng ca. Chọn supply. Rồi, giảm opacity đi cho chút xíu. Rồi. Rồi xong. Tới đây mình đã cảm thấy nó rất là hài hòa và ok rồi. Nên mình có thể dừng. Ở đây các bạn có thể thấy từ đầu tới cuối công việc của chúng ta. Mình sẽ group nó lại ha. Chọn tất cả cái này và Ctrl G. Đó là trước và sau khi chúng ta đã làm. Thì mục có cái đặc biệt của cái việc làm này, các bạn để ý nãy giờ mình chưa đụng tới layer mask, cho nên là bây giờ ví dụ mình muốn thay một cái bức hình khác thì nó cực kỳ dễ, các bạn không cần thiết phải làm lại. Ví dụ như đây mình có một số stop, mình chọn stop này đi, ta chỉ việc đưa lên. Và căn chỉnh lại. Nó hợp lý là xong. Cực kỳ hay ha. Rất là tiện, rất là tiện lợi. Ví dụ cho một bức ảnh đường phố đi, chúng ta cứ việc thay và để cho cái để
để cho cái group này nó phía lên trên để nó áp dụng cho phần phía dưới là xong. Đó là cái tool này, tới đây là hết. Các bạn có thể download cái PSD mình đã làm sẵn ở phía dưới phần comment trong kênh YouTube. Nếu các bạn thích thì bấm like, subscribe cho mình để ủng hộ mình. Xin cảm ơn.